Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết có tiêu đề Vợ hiền lành nhưng lại thích tám, đúng là thảm họa. Vợ tôi hiền, thật thà và đáng yêu. Đó là những gì mọi người nhận xét về cô ấy. Tôi cũng thấy vợ tôi hiền, nhưng mà hiền quá, thật quá, cộng với bản tính bà tám thì đúng là trở thành thảm họa. Vợ tôi nói nhiều khủng khiếp, phải có người chồng nào cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được hoàn cảnh sống của tôi suốt 6 năm nay. Lúc nào trong nhà cũng có cái loa phát thanh, mà tôi không hiểu vợ tôi nói nhiều thế, không mệt, không mỏi miệng hay sao? Mà có lẽ do nói nhiều quá nên vợ tôi chẳng bao giờ mập nổi, cứ ốm tong teo mãi. Trước khi sinh con, vợ tôi làm kế toán cho siêu thị. Nhưng sinh con trai xong, thằng bé ẻo uột, khó nuôi nên cô ấy nghỉ làm ở nhà trông con. Hình như đây là điều kiện thuận lợi để cái sự nhiều chuyện của cô ấy phát huy mạnh mẽ. Cô ấy đi chợ cũng phải 2 tiếng đồng hồ, mà chợ nào có xa xôi gì cho cam. Nó cách nhà tôi có vài phút đi bộ, nhưng cô ấy lên chợ, ngồi tám với mấy bà bán buôn nhiều chuyện trên đó. Có vợ anh nào đi chợ mà quên mua cá, thịt, rau dưa, chỉ đem về một đống chuyện thiên hạ và phát thanh cho chồng con nghe như vợ tôi không? Khu nhà tôi cũng không hiểu sao nhiều bà vợ ở nhà trông con đến thế không biết. Mấy bà cứ rảnh rỗi tụ tập hết nhà này đến nhà kia, rồi lôi chuyện người này người kia, cả những người không quen biết để nói. Nào là nhà kia mẹ chồng khó tính, nhà nọ con dâu hỗn như gấu, nhà nào chồng ngoại tình, đánh vợ, đánh con. Nhịn cơm thì được, chứ nhịn chuyện soi mói người khác, chắc mấy mẹ ấy không nhịn được. Tôi nhiều lần khuyên vợ mình đừng nên ngồi lê đôi mách như thế, không tốt chút nào. Cô ấy cứ cười cười, rồi bỏ qua một bên. Nhiều khi tôi đến bực bội vì khi đi làm về không thấy vợ con đâu, tối mịt mới thấy vợ ôm con từ nhà hàng xóm về, chỉ vì cái tội đi nói nhiều chuyện quên cả giờ giấc. Nhưng mà tôi chẳng dám nói gì, bởi chỉ cần tôi to tiếng hay động chạm một tí, ngày mai cả khu nhà sẽ biết hết rồi lên tiếng chỉ trích tôi. Chỉ vì ham tám mà vợ tôi không hề chú tâm đến chuyện nhà cửa, chồng con nữa. Năm nay thằng con trai tôi đã 4 tuổi, nhưng những ngày ở nhà với mẹ, nó toàn phải ăn mì gói hoặc thức ăn mua sẵn. Tôi đi làm về, thằng bé lại đòi tôi nấu cơm ăn vì mẹ đang bận tám với mấy cô hàng xóm. Đến chuyện giặt giũ, cô ấy cũng dồn quần áo vài ngày mới giặt, dù có máy giặt. Quần áo tôi đi làm cũng không bao giờ được cái hân hạnh vợ ủi giúp. Có đêm, vợ tôi sang nhà hàng xóm đến tận 12 giờ mới về. Tôi hỏi thì cô ấy nói, chị hàng xóm mới bị chồng đánh cho 2 tát, khóc lóc thảm thương quá nên cô ấy không nỡ bỏ về. Thật đúng là tình thương mến thương quá. Chẳng thèm quan tâm đến chồng con, chỉ biết hàng xóm, chỉ biết nhiều chuyện là giỏi. Mới tối hôm qua đây, nhà tôi chẳng khác nào đám tiệc, từng bừng hết chỗ nói. Người đứng xem chật hết sân nhà. Nguyên là tôi đang nấu ăn cho con trong nhà, thì có 2-3 người đàn ông xăm trổ đến trước cửa, nhấn chuông gọi cửa ầm ĩ. Vợ tôi chạy ra mở cửa, thì bị một người tát cho một cái, ngã lăn ra. Cô ấy kêu toáng lên, tôi vội vàng chạy ra, vừa định xông vào đánh tiếp. Người đàn ông đó vừa chỉ mặt cô ấy mà chửi. Nói cô ấy đừng có nhiều chuyện, xía mũi vào việc nhà người khác, nếu không coi chừng có ngày bị đánh cho dập miệng. Nói rồi anh ta giơ nắm đấm lên, vợ tôi hết hồn, chạy vào núp sau lưng tôi. Trước khi bỏ đi, anh ta còn chỉ mặt tôi, bảo tôi dạy lại vợ. Người ta tò mò nên đứng xem chật cả đường. Vào nhà lấy đá cho vợ chườm, tôi hỏi chuyện, cô ấy nói mới biết, cô ấy bị đánh là đúng. Hóa ra thấy anh chồng hay đánh vợ thì cô ấy khuyên vợ anh này ly hôn cho sung sướng cuộc đời. Chị vợ ban đầu còn lưỡng lự vì thương chồng, thương con, nhưng vợ tôi tác động mạnh quá nên xuôi theo, đưa đơn ly hôn hôm qua. Anh chồng sôi máu, tìm đến tận nhà mà tát cho một cái vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Tôi càng nghe càng gật gù, đánh là đáng, đánh cho chừa. Vợ tôi dãy nảy lên, mắng tôi nông cạn, không hiểu chuyện. Giờ có lẽ tôi nên tìm việc cho vợ đi làm lại, nếu không muốn có ngày cô ấy bị đánh gãy hết răng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tâm sự, lời đề nghị sống trên của ông chồng cả năm đưa vợ được 100.000 đồng. Vợ chồng Trà Bách đến với nhau qua mai mối. Tuy kết hôn được hơn 1 năm nay nhưng vẫn đang kế hoạch, chưa dám có con, dù tuổi tác hai người không còn quá trẻ, nguyên nhân đương nhiên là vì kinh tế eo hẹp. Lương của hai vợ chồng không cao, bố mẹ hai bên gia đình cũng chẳng khấm khá gì. Đã vậy,
chi tiêu trong nhà từ lúc cưới nhau tới giờ đều do một tay trà lo liệu. Lương của Bách, anh nói, một phần phải gửi về cho bố mẹ chữa bệnh, phần để bản thân tiêu, phần để trả nợ, dần dần vậy là hết sạch. Cứ thế, thử hỏi sao mà trà dám sinh con bây giờ. Ban đầu trà cũng thấy không thoải mái vì cô cảm giác Bách cưới vợ về không những không phải lo lắng cho ai mà còn được vợ nuôi. Nhưng Bách ngọt nhạt, hứa hẹn đủ điều. Nào là bây giờ bố mẹ anh có bệnh nên cần tiền thôi, chứ bữa nữa các cụ khỏe lên thì cũng không cần phải hàng tháng đều đặn biếu tiền như thế nữa. Nào là nợ của anh có một món từ hồi chưa cưới, anh cũng sắp trả xong rồi. Nào là anh sẽ cố gắng phấn đấu chăm chỉ, làm việc để kiếm nhiều tiền. Khi nào anh có, sẽ chẳng tiếc vợ điều gì. Đến nước này thì trà cũng chỉ còn cách ngậm ngùi chấp nhận. Thôi thì đã là vợ chồng, lúc hoạn nạn khó khăn cũng nên gánh vác, san sẻ với nhau chứ. Cũng chính vì giao hẹn ấy mà cả một năm trời sau khi kết hôn, đồng lương của Bách thế nào trà chưa một lần được thấy mặt. Mọi thứ chi tiêu trong nhà đều do trà lo liệu. Hết tiền thì ăn rau, tuyệt nhiên Bách không đóng góp hay chủ động mua sắm thứ gì. Quà cáp cho vợ những ngày lễ nọ kia cũng chỉ là giấc mơ xa tầm với. À, nói vậy cũng không đúng. Có một sáng thứ bảy, vừa hay cuối tháng hết tiền, cô lấy ví đi chợ, nhưng chỉ còn vài đồng lẻ, bèn bảo Bách đưa tiền cho cô đi chợ. Buổi trưa có cậu em họ đang học đại học tới nhà chơi, Bách cau mày khó chịu, mãi mới rút ví đưa cho cô 100 ngàn kèm theo lời dặn, mua bán tiết kiệm thôi, nhà mình có giàu gì đâu. Trà cứng họng. Bách đưa có 100 ngàn, hỏi cô phải tiết kiệm với tính toán chi tiêu kiểu gì. Đấy, cả năm trời, có đúng một lần duy nhất là Bách chịu rút ví như vậy. Thậm chí năm hết Tết đến, quà biếu cho bố mẹ hai bên cũng là cô lấy tiền thưởng Tết của mình ra mua. Bách thì vẫn điệp khúc, anh dồn trả nợ hết rồi. Sắp tới là đám cưới của em gái Bách. Trà đang đau đầu, không biết phải mừng cưới thế nào cho phải, ít quá không được, vì dù sao cũng là người thân trong nhà, mà nhiều quá thì cô lấy đâu ra, bỏ ra nửa tháng lương mừng cưới em ấy, rồi cả tháng hai vợ chồng ăn mì toan vậy. Đúng lúc Trà đang băn khoăn thì Bách bảo, em định mừng cưới em ấy nửa tháng lương á? Lương em được 5 triệu, vị chi mừng em ấy có 2,5 triệu á? Trà hỏi lại chồng, vậy theo anh mừng bao nhiêu thì được? Không có nhiều cũng phải cho được 5 chỉ vàng, không thì người làm anh trai như anh biết giấu mặt vào đâu. Bách đáp thản nhiên. Trà giật nảy mình, 5 chỉ vàng? Cô hồ nghi hỏi lại anh, anh có nhiều thế à? Sao anh nói lương anh tháng nào hết tháng đấy? Bách lườm vợ, anh lấy đâu ra? Trà tròn mắt, em cũng lấy đâu ra, tháng nào xào hết tháng đấy, còn thiếu ấy chứ. Em còn có vàng hồi môn đấy thôi. Bách gợi ý. Trà sững sờ, nhìn chăm chăm vào chồng, chỉ tìm ra ý tứ đùa cợt trong mắt Bách, nhưng rõ ràng cô đã phải thất vọng, anh chẳng có gì là đang đùa cả. Thấy vẻ mặt của vợ, Bách có vẻ giận. Em nhìn anh thế là có ý gì? Vàng hồi môn của em thì cũng là của cải chung của gia đình, giờ có việc phải mang ra dùng là đúng rồi còn gì? Hay em muốn phân chia tiền anh tiền em, tiền chung tiền riêng? Vợ chồng mà kiểu tính toán phòng thủ như thế thì còn gọi là vợ chồng nữa? Hay em khinh anh giờ không có tiền đưa em, nên cứ em gái anh em cũng không hết lòng? Trà ngẹn lời không nói được gì. Bách nói thế, nếu cô không đồng ý, thành ra cô sẽ là kẻ mang đủ tội danh trên người mất. Nhưng thú thật, kể cả có cưới em gái cô cũng chỉ cho 1 đến 2 chỉ vàng là cùng, vì khả năng của cô chỉ đến vậy. Trà bảo chồng như vậy thì Bách nổi khùng. Em gái em là việc em gái em, còn em gái anh thì phải mừng 5 chỉ mới được. Ở quê anh, người ta toàn thế, mình không thế thì ra đường làm sao dám ngẩng mặt nhìn người khác nữa. Em có bỏ vàng hồi môn ra không? Nếu không thì anh đi vay nặng lãi, mừng em gái anh cũng được. Đúng là khát máu tanh lòng mà. Nhìn chồng giận dữ bỏ đi, Trà chỉ biết cười khổ. Giờ cô bỏ vàng ra mừng em gái chồng cũng không đành. Thứ nhất, cô thấy số tiền mừng như thế là quá lớn. Thứ hai, vàng hồi môn là kỷ niệm của cô, chẳng lẽ vì mừng cưới em chồng mà phải mang bán? Nhưng cô không đồng ý với yêu cầu của Bách thì cũng dở. Anh đi vay nặng lãi rồi e cổ ra trả lãi cũng chết. Nhất là không khí gia đình ắt hẳn sẽ căng như dây đàn, chẳng có phút nào được vui vẻ nữa cho bà xem. Trà bấn loạn vô cùng, cô phải làm sao mới được đây?